thì mỗi chân bây giờ vào quán lẩu dê. Cái chào mừng xong lẩu cái nào? Nữa đây, nhìn kia rồi. Cái đây. Thêm cái chào mừng xong lẩu cái nào? Ê. Anh em du xuân xong mà tráng miệng xong lẩu. À, tôi lái xe cho bố mày nhá. Mày muốn cục cục ra. Bên lái xe thì uống coca. Cái mới này lấy cái cũ à rồi. Đầu tao kêu đĩa một canh chanh ớt, cái này chấm nghe nó kiểu vẻ nó nhạt nhẽo quá. Đấy nghiệp ồ, cho đấy đùa nghiệp. Ôi trời, nghiệp bán bé thôi. Nào chấm mặn thế, cái bữa đấy ăn đâu để bán cho nghiệp ồ. Cái thiệt thơ, cái bình tĩnh mồi còn nhiều mà. Gì? Anh em qua thì nhiều nha mẹ. Thịt kêu mấy đĩa. Quán nó rất đông, quán này nó làm nào cũng đông nhất. Đấy sùng sục rồi, bây giờ cho rau cho trước thứ vào ăn tè bô đi. Thằng tí nó kêu gì lại kêu luôn đi rau vào, tí nó lâu lắm. Họ đang đói ăn này ngon. Thank you.
Ăn mạnh đi. Đấy. Ăn đi rồi ăn uống. Rồi, món nướng này này. Ăn món nướng này luôn, cháy này. Rồi, ok. Rồi, con này này, nóng lâu lắm. Rồi, đây. Cái quay đấy tạt dũng vào nóng lắm. Hết vãi mùi. Hết nóng rồi. Hết chanh. Hết đậu rồi. Đậu rồi. Đậu rồi. Đậu rồi. Đẹp. Chọc cho tụi cho lớn chọc. Đậu rồi. Có đậu rồi. Đúng là ăn lẩu các toát một hồi. Thế đây. Vãi. Mùi vã. À dúng bao giờ thì nó chả gì hơn. Dúng này là nhất chứ cần. Ô kìa nhà nhiều dừ ấy mẹ. Bề tái mà cái bố để dừ thế. Gắp nhiều vào. Đã đũa vào. Hiếp ui rồi. Nhà cái bà ui rồi. Nóng hổ. Thì đây bức tròn là nó khác, nó đến đây đó. Thế mà nó đến từ ngon thì to rồi. Đúng thôi à. Dạ đi, nếu muốn cái phong có người ta là chắc chắn nhất thì chẳng để chung nữa thì thôi, gãi đâu nữa. Ở dưới là rất là nhiều đuôi nhá. Bây giờ bạn là thích rồi. Bắt cái đoàn đâu được. Dã mà chết. Ăn mạnh vào, uống đi, uống đi. Ngồi sau, ngồi đằng sau uống 3-4 non mà. Mày cho mấy cái môi đây thôi. Mấy cả cái môi mỗi gì cả. Mấy cái thật. Đi tôi được ngang đấy. Sao? Hôm nay vẫn đi làm chưa ạ? Đi làm. Mừng món mới. Đây.
Ăn mạnh vào đây vẫn còn đĩa này nguyên thế này. Đây. Tí lại chủ quán. À, tí lại chủ quán mà thấy mẹ lắm tay mà hai đĩa mà cũng còn thừa một đĩa. Xong là vẫn còn bao nhiêu.